Chào mừng quý vị và các bạn đến với tạp chí Vòng quay bóng đá Việt Nam của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tuần qua là thời điểm V-League tạm nghỉ, nhưng chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu và những diễn biến đầy đủ, sôi động xung quanh trái bóng tròn sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình này. Dấu ấn sau 7 vòng đấu đầu tiên của V-League, câu lạc bộ Thanh Hóa bay cao, bóng đá bạo lực lại lên ngôi. Đội tuyển quốc gia giành thắng lợi vinh dự tại vòng loại Asian Cup 2015. Tương lai huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn chưa rõ ràng. Lắng nghe những tâm sự của một bóng hồng cầm cân nảy mực trên sân cỏ. Hành trình tìm mua một đôi giày đá bóng sân cỏ nhân tạo tại Hà Nội. Sau 7 vòng đấu đầu tiên, V-League đã tạm nghỉ khi đội tuyển quốc gia tập trung đá trận cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2015. Gần 1/3 chặng đường của mùa giải đã đi qua, và đến lúc này, những dấu ấn đầu tiên đậm nét về giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam cũng đã được ghi nhận. Đầu tiên, không thể không nhắc đến sự xuất sắc của câu lạc bộ Thanh Hóa. Khi mà trình độ giữa những câu lạc bộ tại V-League là rất cân bằng và không có sự phân hóa rõ rệt. Có vẻ đội bóng xứ Thanh đã tận dụng được tất cả những điều kiện thuận lợi để sẵn sàng cạnh tranh nghiêm túc vào cuộc đua hướng đến ngôi vô địch. Hãy cùng nhìn lại kết quả sau 7 trận đấu của đội bóng này để thấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Vị trí mà Thanh Hóa mới lần đầu tiên giành được kể từ ngày tham dự V-League, chứng tỏ rõ ràng cho tham vọng của họ ở mùa giải năm nay. Ngoại trừ trận đấu khai màn trước Hải Phòng, Thanh Hóa đã có liền 6 trận thắng liên tiếp sau đó. Trong đó, có 4 trận mà đối thủ của họ là những câu lạc bộ mạnh và là những ứng cử viên nặng ký như SHB Đà Nẵng, Sô Lam Nghệ An, BKMX Bình Dương và nhất là đương kim vô địch Hà Nội TVT. Thành công bước đầu của Thanh Hóa còn được nhìn nhận qua những hình ảnh các cổ động viên của họ luôn đến chật kín sân, hay sự phấn khích mà ông bầu Nguyễn Văn Đệ luôn có cơ hội để thể hiện. Ở những mùa giải trước, bầu Đệ luôn nổi tiếng với những phát biểu đáng nhớ. Đơn cử, ông từng phê phán mức thưởng mà những đại gia áp dụng cho một trận thắng. Nhà có ba anh em, có người nghèo, người giàu. Anh giàu không thể bắt anh nghèo chơi theo cách chơi của anh giàu được, để rồi anh thao túng cuộc chơi. Và ở mùa bóng mà những đội bóng nhà giàu chưa thể hiện được uy quyền của mình, bầu Đệ từng phá lệ tăng mức thưởng cho một trận thắng lên 500 triệu khi mà chưa bao giờ câu lạc bộ của ông lại bay cao như lúc này. Không giống những mùa V-League gần đây, dấu ấn của các ngoại binh lại thiếu đậm nét như 7 vòng đầu tiên mùa này. Có thể chúng ta đã quá quen với việc các đội bóng Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào những cầu thủ ngoại, nên dễ dàng nhận ra sự thay đổi khi họ không quá sáng chói. Hoặc cũng có thể các cầu thủ nội đã có nhiều cơ hội thể hiện hơn. Không hiểu là quy định chỉ cho phép một đội đăng ký 3 cầu thủ ngoại có vai trò gì ở đây không? Nhưng thực tế là màn trình diễn của Hải Huy, Minh Tuấn của Than Quảng Ninh hay cả Trọng Hoàng của câu lạc bộ luôn đầy ắp những ngôi sao BKMX Bình Dương chứng tỏ một điều rằng vai trò của những nội binh đã được chú trọng nhiều hơn trên các sân cỏ Việt Nam. Nhưng trong bức tranh mà các cầu thủ Việt Nam đã đóng góp những mảng màu tươi sáng thì nét vẽ tuyệt vời nhất vẫn đến từ một cầu thủ nước ngoài, người được gọi là có đẳng cấp quân cấp duy nhất trên các sân cỏ Việt. Vinh dự được đeo bằng đội trưởng của Thanh Hóa, Nastia Che dù đã 37 tuổi nhưng vẫn có những tình huống xử lý vượt tầm V-League. Ngôi sao Slovenia sinh năm 1978 là người từng chơi cho rất nhiều đội bóng, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Maribor, nơi anh vướng vào một vụ dàn xếp tỷ số và Club Brugge của Bỉ. Nastia Che cũng đã từng hai lần vào sân thay người tại World Cup 2002. Đóng góp của anh cho đội nhất bảng không chỉ thể hiện trên những con số thống kê, và 4 pha lập công vẫn còn là ít nếu so với những tác động về tinh thần và lối chơi mà anh mang lại. Chỉ trong ít vòng đấu tại V-League, có hai cầu thủ bắt đầu trận đấu trên sân cỏ nhưng kết thúc thì lại nằm trong bệnh viện. Tất cả diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, và nó tạo cảm giác rằng V-League đã trở nên quá bạo lực. Nếu có ai đó nói rằng bóng đá là môn thể thao đối kháng và va chạm cũng như chấn thương là không tránh khỏi, thì các con số thống kê trong một giai đoạn dài bao giờ cũng nói lên được bản chất. Hãy nhìn vào những con số liên quan đến số lượng thẻ vàng sau đây. Sau 7 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, đã có 41 trận đấu và 203 thẻ vàng được các trọng tài rút ra. Tỷ lệ là hơn 4,95 thẻ vàng một trận, cao hơn con số trung bình 4,7 thẻ vàng một trận cả mùa V-League 2013. Thế nhưng, để biết bóng đá Việt Nam bạo lực đến mức nào, thước đo trong nội tại V-League là không đủ. Chúng ta hãy so nó với giải Ngoại hạng Anh
giải đấu quen thuộc nhất với khán giả hâm mộ Việt Nam, với tính cạnh tranh cao hơn nhiều. Ấy vậy mà, tỷ lệ thẻ vàng trong một trận đấu ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm 2013 chỉ là 3,2 thẻ vàng một trận, thấp hơn V-League đáng kể. Có một điều khá đáng tiếc là do những sự cố liên tiếp xảy ra ở các vòng 5, 6 và 7, nên khi kết thúc giai đoạn 1 của V-League, ấn tượng về sự thô bạo của nó đã lấn át những mặt tích cực khác. Và một lần nữa, gióng lên hồi chuông báo động về thái độ và đạo đức của các cầu thủ, điều cũng không hề mới trong môi trường bóng đá Việt Nam. Như chúng tôi đã giới thiệu, tuần qua đội tuyển quốc gia đã đá trận cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2015. Sau 5 trận toàn thua thì gặp Hồng Kông Trung Quốc là cơ hội cuối cùng để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có được trận thắng danh dự, cũng như tránh rơi vào hoàn cảnh trắng tay, điều mà Việt Nam chưa bao giờ gặp trong 6 lần tham dự vòng loại Asian Cup. Vào trận với tinh thần tương đối thoải mái, đội tuyển Việt Nam đã tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Và Quốc Anh, sau một cơ hội bị bỏ lỡ, đã tung cú sút bồi rất mạnh để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng này có công lớn của Văn Quyết với pha thoát xuống mở toang hàng thủ đối phương trước khi đưa bóng bật cột. Có được lợi thế sớm, đội bóng áo đỏ tiếp tục tràn lên. Cơ hội được tạo ra nhưng đến hết hiệp 1, các chân sút Việt Nam đã không thể một lần nữa đưa bóng vào lưới đối thủ. Và phải đợi đến sau khi Trọng Hoàng có cú bỏ bóng thông minh từ tình huống phản góc đầu hiệp 2, Anh Đức mới nhanh chân đá bồi để nới rộng khoảng cách. Tiền vệ của BKMX Bình Dương Trọng Hoàng chính là người chơi tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại lần này. Anh có pha lập công thứ 3 trong 6 trận từ tình huống lên bóng rất nhanh của đội tuyển Việt Nam. Ấn định chiến thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà, bởi trước đó thì Lô Quan Yi đã gỡ một bàn danh dự cho Hồng Kông Trung Quốc. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2. Cầu thủ ghi bàn cho đội bạn là Lô Quan Yi. Trước tiên xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn xứng đáng chiến thắng. Các bạn có điểm yếu nhưng hôm nay các bạn đã biết phát huy những điểm mạnh. Chúng tôi luôn đánh giá cao và tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Hôm nay thì trời mưa sân trơn khiến đội tuyển của chúng tôi gặp khó khăn. Bên cạnh chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam, một điều cũng được người hâm mộ quan tâm là tương lai của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Bởi cho đến lúc này, đội tuyển vẫn chưa có kế hoạch dài hạn. Nếu tính đến thời điểm hết hạn hợp đồng với VFF vào tháng 6 tới, thì cuộc đối đầu với Hồng Kông Trung Quốc cũng là trận đấu chính thức cuối cùng của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Trên hành trình của vị huấn luyện viên họ Hoàng gần một năm qua, có lẽ nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Buồn về thành tích của đội tuyển U23 tại SEA Games 27 và thất vọng về những trận thua của đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2015. Sau những chuỗi ngày u ám đó, thì trận đấu với Hồng Kông Trung Quốc là lúc mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có lẽ được thảnh thơi nhất về mặt áp lực thành tích. Và cũng trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được nhiều mặt tích cực cả về tinh thần và lối chơi. Đặt giả thiết, nếu như đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu kém cỏi và không giành được kết quả chiến thắng trước Hồng Kông Trung Quốc, thì tương lai của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chắc sẽ không phải là vấn đề cần bàn tính. Bởi thực tế là ở thời điểm trước trận đấu này, ông Phúc vẫn đang tại nhiệm có phần miễn cưỡng sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam không chấp thuận lá đơn từ chức sau khi SEA Games 27 khép lại. Thế nhưng, sau 90 phút trên sân vận động Mỹ Đình tối ngày 5 tháng 3 vừa qua, với một trận đấu đẹp và thuyết phục mà các học trò đã thể hiện, thì một lần nữa, câu hỏi ông có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia hướng tới AFF Cup vào cuối năm lại được đặt ra. Khi quyết định về nghề nghiệp thì như các bạn đã biết, các bạn là cũng người lao động mà tôi còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thế mọi điều vẫn là bỏ ngỏ. Và những cái sau trận đấu này thì trước tiên là tôi muốn nghỉ ngơi một chút đã. Mọi cái thì khi có thông tin chính thức thì sẽ công bố báo chí sau. Với câu trả lời nước đôi như thế, và cũng có thông tin rằng huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có cuộc gặp tổng thư ký VFF ông Ngô Lê Bằng để thông báo quyết định rút lui, thì rất có thể đội tuyển quốc gia sẽ có người chèo lái mới cho mục tiêu AFF Cup vào cuối năm nay. Trong những ngày tới, câu hỏi về chiếc ghế nóng ở đội tuyển quốc gia sẽ được trả lời. Chỉ có điều, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc rút lui sẽ là thiệt thòi cho cả hai bên. Với ông Phúc, rõ ràng là ra đi trong thế thua cuộc. Còn VFF sẽ lại đối mặt với bài toán khó quen thuộc tìm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong thời gian tới với ba bộn bề cho đại hội VFF nhiệm kỳ 7. Tôi
Tuần qua, vòng loại giải bóng đá U19 quốc gia đã kết thúc. Tại bảng A, Việt Tên và Hà Nội T&T là những đội giành quyền lọt vào vòng chung kết khi nắm giữ hai vị trí đầu tiên. Đáng chú ý là qua vòng loại lần này, hai địa phương giàu truyền thống Nam Định và Hải Phòng một lần nữa nhận được những tín hiệu cảnh báo về công tác đào tạo trẻ. Nhưng Nam Định sau 10 trận có 9 điểm, dù sao vẫn còn khá hơn Hải Phòng, đội chỉ có thể kiếm được điểm số duy nhất bằng trận hòa ở đúng lượt đấu cuối cùng. Tại bảng B khu vực Trung Bộ, sự có mặt của Sông Lam Nghệ An ở vị trí đầu tiên không có gì là lạ. Bất ngờ nằm ở SHB Đà Nẵng, đội vốn có thành tích tương đối tốt ở các giải đấu trẻ, năm nay đã phải nhường vị trí cho Thanh Hóa. Bảng C có sự góp mặt của Hoàng Anh Gia Lai, dù đội U19 của họ là tuyến năng khiếu của tỉnh, nhưng đội bóng phố núi cũng đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn trước các đối thủ trên bảng. Thành phố Hồ Chí Minh, giống Nam Định và Hải Phòng, có một vòng loại thất bại với duy nhất 3 điểm giành được. Trái với ba bảng đấu nói trên, bảng D tỏ ra cân bằng nhất và hai suất góp mặt tại vòng chung kết cuối cùng đã thuộc về hai đại diện có đội lớn chơi tại V-League là Bình Dương và An Giang. Lò đào tạo trẻ của tập đoàn cao su Đồng Tháp cũng chịu chung số phận như SHB Đà Nẵng, cầm ngùi đứng thứ 3 và bị loại. Ngay sau khi kết thúc vòng loại, vòng chung kết giải bóng đá U19 quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 3 tại Pleiku. Cho dù chỉ là giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ, nhưng vòng loại U19 quốc gia năm nay cũng rất đáng được quan tâm. Với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các câu lạc bộ và nhất là các bậc phụ huynh của các cầu thủ. Bởi lứa tuổi U19 là lứa tuổi từng cá nhân hình thành nhân cách và góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp của các cầu thủ sau này. Mặc dù điều kiện thời tiết tại Trung tâm bóng đá trẻ Hà Nội, nơi đăng cai vòng loại U19 quốc gia bảng A, khu vực phía Bắc không thuận lợi, trời mưa, sân trơn và chỗ ngồi ẩm ướt, nhưng có khá nhiều bậc phụ huynh đã đến chứng kiến con em của mình thi đấu. Với họ, chỉ cần thấy con em của mình được đam mê cùng trái bóng với tinh thần thể thao cao thượng đã là một niềm hạnh phúc. Con nhà tôi là yêu thích ngay từ khi lúc nó còn khoảng 7 tuổi. Nó đã ham mê từng cái quả bóng rồi. Thế thì nó lại được quyết định là của thành phố Hà Nội tuyển chọn. Thế là từ ngày cháu tuyển chọn thì cháu cứ theo bóng đá. Gia đình bố mẹ cũng rất mong muốn là cháu theo một cái lĩnh thể thao. Mà tôi lấy cái thể thao này ra để nó rất tốt cho cái nhất là bản thân cá nhân. Cái thứ hai nữa là để cho các cháu nó không đi vào những cái tệ nạn khác. Không phụ lòng quan tâm chăm sóc của các bậc phụ huynh, cầu thủ nào cũng thi đấu hết mình. Từ U19 Viettel, đội đã chắc chắn có mặt tại vòng chung kết. Đến Hải Phòng hay U19 Vitesse Ninh Bình, những đội đã hết cơ hội. Các cầu thủ đều thể hiện tinh thần nhiệt huyết và ghi những bàn thắng đẹp để dành tặng gia đình. Sau này cho dù có thể không trở thành những công vinh, Thành Lương hay Văn Quyết, nhưng có lẽ tất cả cũng không cảm thấy buồn lòng. Tôi thì đã xác định cho cháu vào nghề cầu thủ này thì tất nhiên là cũng hai tâm lý là bố là mẹ ai cũng muốn là con mình thành đạt. Nhưng ngược lại thì nếu mà cháu cũng cố gắng hết khả năng mà không được thì đến cái nguyện vọng ước mơ thì nói chung là gia đình cũng rất buồn, nhưng ngược lại cũng không vấn đề gì cả. Hiện nay trong số các gia đình quyết định cho con em theo nghiệp bóng đá không ít có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng từ trong suy nghĩ của các ông bố bà mẹ đều mong mỏi con em mình thành đạt. Bởi thế, các cầu thủ U19 hãy vượt khó. Vì có như vậy, ước mong trong những ánh mắt đầy hy vọng như thế này mới trở thành sự thật trong một ngày không xa.